Nhà vườn Trọng Minh xin chào quý các anh chị và các bạn yêu thương trên cả nước nhé. Hôm nay bên nhà em mới về hàng thì lần đầu tiên là về được cái lô nữ rất là ưng ý thì còn làm cái video quay cho mọi người cùng xem luôn nhé. Đấy, lô nữ cổ thụ đợt này nhìn dáng thế này, cành tán nó rất là đều, phân bố đều, thì rất là thoát thân, rất là đẹp nhé. Lô này mới được hơn chục cây, 20 cây thôi. Đấy. Thì cái lô nữ lần này về thì được lấy từ một vườn nhé, từ cùng một vườn. Đấy. Người chủ cái vườn đấy người ta đã có ý thức, người ta làm cây từ khi cây còn nhỏ nên là người ta tạo ra cái cây nữ cái dáng thế, nó cân đối với nhau. Đây, các bạn để xem là phân tán ra 3 tầng rõ rệt đấy, phân ra 3 tầng rõ rệt nhé và rất là đều. Với em đã yêu cầu bác chủ vườn là khi mà cắt cành tán ấy, để vận chuyển về thì là để cành tán dài, để tay cành dài để khi các bác mang về trồng nó sẽ nhanh phát tán và thành hình luôn. Đấy, lô nữ này rất là ưng ý các bác nhé, đẹp hơn rất nhiều so với những lô nữ trước khi đây đã về. Số lượng thì không có nhiều bởi vì người ta cũng chỉ có thể trồng được số lượng nhất định thôi, và mỗi một người trồng thì người ta lại có một cái cách làm cây khác nhau. Đấy. Thế nên những cây nó sẽ hình thù khác nhau, nhưng phải nói là rất là ưng ý với cái vườn này thì mà cây rất là đồng đều nhé. Đấy, các bác cùng xem. Thoát thân 3 tầng đều nhau luôn. 3 tầng thoát đều nhau. Đây gọi là tam phúc ạ. Trồng này rất là đẹp. Bầu đợt này nhà chủ vườn đai cho bên em rất là chắc chắn nhé. Rất là đẹp luôn. Bộ đợt này về rất là ok. Nụ cổ thụ thì bên em có 2 loại. Một loại là được thuần trong chậu rồi. Đấy. Và một loại là bên cây này, cây đánh đất này. Đấy. Cây này, cây đảo đất. Thì cây đảo đất này giá nó sẽ rẻ hơn với lại những cây thuần chậu nhé. Cây thuần chậu có những cây vài 5-70 triệu cũng có, vài 100 triệu cũng có. Như cây nụ thành đất như này thì giá thành sẽ rẻ hơn rất là nhiều, nó phù hợp với lại nguồn tiền hơn. Đấy, các bác dễ dàng lựa chọn cho mình những cây nó ưng ý mà giá thành thì nó hợp lý. Lô này về em chỉ có độ khoảng 20 cây thôi. Đấy, hơn chục cây, 20 cây thôi. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu trang trí khuôn viên sân vườn bằng cây lựu cổ thụ thì liên hệ với nhà vườn Trọng Minh nhé. Số điện thoại liên hệ là 034 844 8145. Bên em sẽ có hình thức hỗ trợ vận chuyển và trồng cho các bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người video sau.